សមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាមចាប់អូក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរំដោះអ្នកទោសនៅខេត្តសៀមរាបនិងសូមអ្នកពុសាព័ត៌មាននិងសាធារណជនមេត្តារដ្ឋាភិបស្ងៀមស្ងាត់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺការករណីរំដោះអ្នកទោសចំណែកអ្នករំដោះគឺត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនអស់មកហើយនៅសល់ឡើយតែអ្នកទោសដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួនសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកទោ
ban rộng đọc tư rốt bạn nâng nập bên đi phòng này. Chúng bố nè rốt bà dông tờ tam cao bằng chạy rộng bác sử mặt để cách nhập bê cửa lòng tư. Cứ tươi ban rốt tư bà tư chật khẳng. Rõ hôn mộc tư nâng bê bà chạy bò nì. Sử mặt để cách gọp cổng bông tay xa ca chú mùi nâng sử mặt để cách in đồ bồn. Đảm bây chuyên tư đoàn đi cách khuất khu luôn. Nâng chôn kháng lư. Dốc mộc bà đoàn tiết tố tam phá lời chú bạp bằng thèm tiết phòng này. Chúng bố nè đ cứ xâm bố tại đòi chân chiên em rích cắt khả mẹ. Nếu không nụ phong này là hốt một tôn đường phê ba chọc bón. Rương rao khẳng lươn này, cứ xâm mắt được cách xô môi này xa bộ rộng miên nâng bóng phong vị trí bộ rốt chuối xa ngọp xa ngạn. Nâng xa nghiêm xa ngạn đã bây chiên tờ đo này ca cầm nọt mục xì nhé. Nâng chiên tờ đo này ca chạp dụng một đoàn thịt tố là vinh chỉ thỏa mặt đại. Đối chân nó có mọi bây giờ mất được bởi dương rừng chạm dữ. Xong mê ta chui subscribe nâng lầy. Bà dông ta tam ca bình chạy rô bôn lộp ổ đông xin này ai chai kìm khuyên. À kẹ xin nông ca rôn nâng chìa nẹ. Nông biệt à kẹ xin nông ca rà thang nâng cô bà chiên. Lộp bàn pháp nè xa bò rà miên bàn đánh xung cung fresh new nâng ngay tìm mà phây mùi khai xe ha. Cho nàng bì bôn mà phây bầy nì thẻ. Sở mắt được cách Campuchia cầm bông tại prang prang dàng dốc chất tục nạ. Đảm bây chạp ổ cửa tử chôn phép bọn cho mùi nâng ca ra nây rộng đo nẻ tố. Nơi khách xem riêng ca bì sạp đà mùn. Cho mùi nâng ca bình chạy ổng bì cách cả khách khom phân phánh tàng nì. Nẹ nôm bì ạ kẹt xin ông ca ra thang được cô bà chiền. Lộc bàn ổng bì vô níu đo bần đà xa bò rộng miên nâng xa thiết ra nạ chôn. Xô mê ta để xa phép nghiêm sẵn. Nâng đảm bây tốt bê với liêng ổ xa mặt được cách. Bóng pinh sẽ cầm một phía cách ca rồi bọc luôn nâng đám bây chuyên tờ đo này ca xâm rạch trục cháy nâng bắt bánh chóp xâm nông rừng ni nâng khăn ông bê chạp chạm. Lộc ổ đông xa này tố lộc bàn bánh chạy đôi chân này tiết thái. Phép bọn chú môi nâng ca rồi này ni xâm mắt được cách dường. Còn bọn thái khách khóm prang prang dàng dục chất tục đá. Nâng đám bây tam chạp ổ cực tử chốn. Đại phép bọn chú môi nâng rừng ni đám bây bọn thiết tố tam phá lời chú bám. Rương đại sân nè xa bò rộng miến, nâng xa thiết ra nạ chôn nói miên phiếp nghiêm sẵn. Nâng có đôi chia chắc tốt bê về liền nâng ớt xa mắt ra cách bóng pinh phía ra cách rồi bọc luôn. Đảm bây chiên tờ đo này ca bình chóp xâm nông rương đòi trục chảy. Cả vì bật ngay tì đọc rằng bì khai xe 2 bì bòn và phây bầy. Khâm ăn cầm lường. Đại miên mùi cọng kênh bồn nè. Bà đáp đo áo bột cực đáy bàn xâm rốc chô tơ rộng đo nè tô. Chỉ mê khlong cương nhiên chỉ chôn chết chân mà nè. Đại bê đại mòn trái bôn từ nhà kia. Bánh chôn đô kê tập chia bà thâm anh nơi clinic thâm anh chung chân đà. Nơi khôn ông phung tạp hồn. Sẵn cắt xoay đồng công krong xìm riêp nơi khách xìm riêng. Mẹ khlong cương nhiên nu miên chú mô thai trên hạt sân hẳn. Đại tư bán ăn ở vọt tô nơi khôn ông phôn từ nhà kia hát xa phí chân em. Bé bọn chú môi nâng ca ra nơi cương nhiên trung trị thống. Hai đại nơi bê cơ lòng tơ ổ cực thị chôn ní. Cứ tư lọt bánh chia ở miên ca ra nơi chuông đô pra pra cương nhiên. Chanh bí phôn từ nhà kia thèm tiệt phòng. Đối chân nó bố ra miên ni miên phần năng. Đảm bây tư bán nơi bố ra miên thamay thamay bọn thèm tiệt xôm subscribe nâng lại.